Làm sao chỉ có hai chục ngàn một bộ quần áo cha, tay vào xem.
bao tiền đấy? 6.000. Cháu ơi, cái này để làm cái gì cháu? Quả bao đi bà ơi. Đi đào đường ra đường, cháu mang về cho bà không ơi. Nhưng mà phải cho ít cháu. Không đấy nhỉ. Bà làm như thế nào để ăn? Hôm đứa nào nhà nó bảo cái đầu này mày bà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ai nha, mình sẽ tắm đấy nha. Thank you.